Chào anh chị và các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay tiếp tục mở hộp và giới thiệu cho anh chị và các bạn xem một cái bộ nồi đúc men đá riêng cúc, có model là GCS05, công nghệ Hàn Quốc, hàng chính hãng. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem mẫu mã nó như thế nào. Đấy, sau khi lắp ráp xong các kiểu thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn và anh chị xem nhé. Thì cái nồi đầu tiên là nồi quánh có đường kính là 18 cm nhé các bạn, và nồi cao khoảng 10 cm. Đấy, một cái nồi quánh có tay cầm là bằng gỗ. Tất cả các loại nồi này thì chất liệu là bằng hợp kim nhôm, rất là dày luôn, nhôm đúc nhé các bạn, nhôm đúc men đá. Đây chính hãng của Green Cook luôn. Các bạn có thể quan sát các cái góc cạnh của nó, nhìn rất là đẹp. Đây là nồi quánh có đường kính là khoảng 18 cm và chiều cao 10 cm. Còn cái nắp thì bằng kính cường lực, viền thì bao bọc bởi inox và cái núm là bằng gỗ nhé các bạn. Còn cái nồi thứ hai là nồi trung có đường kính là 20 cm và chiều cao là 11 cm. Đấy, các góc cạnh của nó cũng rất là đẹp luôn. Và tương tự cái nồi thứ ba cũng vậy, là cái nồi lớn nhất có đường kính là 24 cm và chiều cao là 12 cm. Đấy, nói chung quay trong video không biết anh chị và các bạn có xem rõ hay không, chứ ở bên ngoài thì nồi rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở cái bộ nồi này mình thấy thiếu một chỗ là nó không có cái quai này. Nếu anh chị sử dụng xong thì không biết mắc ở nơi nào, thường thì nó có quai sẽ dở mắc hơn. Ở cái nồi quánh này tay cầm nó có cái quai này thì nó sẽ dở hơn. Còn đấy, cái bộ nồi này là đáy từ nhé các bạn. Đấy, từ thì anh chị và các bạn có thể sử dụng ở trên tất cả các loại bếp, bếp nào sử dụng cũng được. Và men này là men chống dính cho nên là rất là xịn sò luôn. Đấy, nồi thì nó viền của nó là góc cạnh nhưng mà góc hình tam giác nhé các bạn. Đó, nhìn sơ thì các bạn có thể thấy nhé, góc hình tam giác rất là đẹp luôn. Bộ nồi cực kỳ xịn luôn các bạn. Rồi, nếu anh chị và các bạn nào ưng cái bộ này thì mình có để cái link Shopee Lazada ở phía dưới mô tả và bình luận, anh chị và các bạn click vào đó tham khảo giá và mua. Mình cũng có bán nguyên bộ hoặc cả bán rời nhé các bạn, bán lẻ từng cái cũng được. Hoặc anh chị và các bạn không biết mua trên Shopee
hay cả Lazada thì mình có được số Zalo chỗ này nè. Rồi cảm ơn chị và các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like đăng ký nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video và clip tiếp theo. Bye bye.